Sau 14 năm chờ đợi dài cả cổ, mòn cả đít, ê cả mông và bộ lông mồm lão xếp của tôi mọc tới tận háng. Cuối cùng, ông đạo diễn cũng chịu ra mắt phần 2 của bộ phim Avatar với tên gọi Dòng chảy của cái khe hẹp giữa đùi, à nhầm, Dòng chảy của nước. Lúc này trên hành tinh Pandora, Jack cùng Neytiri đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc với hai người con trai là Neytiam, Noat và cô con gái Túc. Ngoài ra, họ còn nhận nuôi Kiri, con gái của nhà nữ khoa học gia Gray. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn không biết bằng cách nào mà bà ấy có thể mang thai và sinh ra cô nhóc này trong khi cơ thể đang được nuôi trong kén sinh tồn. Sau trận đại chiến với người trời, cụ thể là loài người tham lam độc ác đến từ trái đất, hầu hết những kẻ xâm lăng đã đi bán muối hoặc bị đuổi về quê hương. Chỉ có một số ít khoa học gia vẫn ở lại sống cùng người Na'vi và sát cánh cùng Jake trong công cuộc bảo vệ và phát triển vùng đất này. Ngoài ra còn có cậu nhóc Spider, con của đại tá Miles. Vì bố của cậu nhóc là kẻ thù không đội trời chung nên cô nàng Neytiri không hề muốn Spider ở lại. Tuy nhiên, cậu nhóc luôn mong muốn và cố gắng để trở thành một người Na'vi chính gốc. Nhờ vậy mà cậu đã được đám trẻ nhà Neytiri coi là bạn thân chí cốt. Tưởng chừng cuộc sống của người Na'vi từ giờ trở đi sẽ yên bình, nhưng ông đạo diễn nói méo. Đám người trời một lần nữa xuất hiện với dã tâm xâm chiếm hành tinh Pandora. Lần này chúng mang theo vô số máy móc công nghệ cao cùng đám robot sát thủ tiến hành đốt phá một vùng rộng lớn, khiến rất nhiều sinh vật chết trong sự đau đớn. Có lẽ điều mà Neytiri nuối tiếc nhất lúc này đó là tại sao khi ấy không giết hết đám người trời độc ác kia, mặt khác tại một con tàu vũ trụ. Tên đại tá Miles cùng đồng đội của hắn được hồi sinh dưới hình dạng avatar, hay còn gọi là thế thân. Cơ thể thật của bọn chúng tuy đã chết nhưng ý thức được chuyển hóa vào các avatar. Như vậy chúng sẽ có sức mạnh của người Na'vi và trí thông minh của con người. Và đội quân avatar do Miles cầm đầu sẽ được cử tới Pandora để truy sát vợ chồng Jack. Bản thân Jack lúc này rất bận rộn vì phải mang thân phận thủ lĩnh của bộ tộc chiến đấu chống lại người trái đất, vừa phải dạy dỗ các con và bảo vệ gia đình mình. Trong số 4 đứa con, nếu anh cả Neytiam thần thục chiến đấu và là niềm tự hào của bố thì em trai Loat lại báo đời. Thay vì nghe lời bố cưỡi rồng do thám tình hình trên không thì thằng em lại xúi anh cả bay xuống hôi của. Hậu quả của việc thích thì làm đã khiến cho các chiến binh bộ tộc Na'vi bị máy bay loài người tấn công, anh cả còn bị bắn cho xém tí nữa đoàn tụ cùng tổ tiên sớm. Thế là hai anh em bị bố chửi cho muốn hói cả đầu, vì muốn bảo vệ gia đình và bộ tộc khỏi người chơi, Jack đã đưa tất cả trốn vào một hang động trong những ngọn núi bay. Do nơi này là nhà của loài rồng nên chỉ cần có kẻ lạ mặt xâm phạm chúng sẽ tấn công. Trong khi đó, Miles cùng đám thuộc hạ cũng đã hạ cánh xuống Pandora. Vì nóng lòng muốn trả thù nên hắn đã đến chiến trường năm xưa, nơi cơ thể thật sự của hắn bị Neytiri dùng cung tên bắn cho cỏ mọc xanh mộ. Cầm hộp sọ trên tay, hắn tức cay giái đến cấp độ 7 liền bóp nát nó. Tuy nhiên, điều này đã bị đám trẻ nhà Jack nhìn thấy khi chúng đang dạo chơi gần đó. Noat lập tức báo cáo tình hình cho bố và được lệnh phải nhanh chóng rút lui tránh gây ra tiếng động và chạm trán với kẻ địch. Nhưng còn chưa đi được bao xa, bọn trẻ đã bị đám avatar bắt được. Lúc này, tên đại tá phát hiện ra lũ nhóc có 5 ngón tay. Điều này có nghĩa chúng là con lai, không phải người Na'vi thuần chủng. Biết đây là con của Jack nên Miles đã gọi điện yêu cầu sở chỉ huy cử tàu đến đón. Đồng thời lúc này hắn ta cũng phát hiện cậu bé loài người đi chung chính là con ruột của mình. Nhưng Miles không kể cho ai biết mà tạm thời giữ bí mật, vì bây giờ đang xảy ra hiện tượng nhật thực nên tàu tiếp viện không thể tới ngay. Nhờ đó mà vợ chồng Jack mới có cơ hội giải cứu các con. Họ kêu con trai cả ở lại canh gác, còn mình thì nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Thấy đám trẻ đang bị kẻ địch khống chế trên đất, Neytiri dùng ám hiệu để trấn an các con. Sau đó dâng cung bắn xiên táo tên lính đang uy hiếp Kiri. Bị tấn công bất ngờ, toán lính nhanh chóng bật chế độ phản công, nã đạn liên tục về phía cô nàng. Nhân lúc chúng không để ý, bọn trẻ cùng nhau phối hợp trốn thoát khỏi đám lính avatar. Đồng bọn thì liên tục đi bán muối, còn con tin thì bị cướp trên giàn mướp. Đại tá Miles cay giái tập 2 buông lời khiêu khích để vợ chồng rích lộ vị trí. Xác định được phương hướng của Neytiri, tên đại tá ra hiệu cho đám lính xả súng liên tiếp. Nhưng cô nàng đâu phải dạng vừa mà là dạng rộng ra, không những di chuyển linh hoạt né đạn mà còn có thể phản công tư diệt địch. Cứ ngỡ tên đại tá chuyến này trắng tay, ai ngờ cậu nhóc Spider trong lúc bỏ chạy vô tình trượt chân ngã xuống đất. Kết quả cậu nhanh chóng bị bọn chúng bắt lại. Mặc dù rất muốn cứu nhưng vợ chồng Jake cũng đành phải bất lực để chúng đưa cậu bé đi. Và họ cũng không thể đánh liều trước tính mạng của những đứa con được. Biết tên khốn Miles sẽ đuổi cùng giết tận mình nên Jack đề nghị vợ đưa các con đi trốn để đảm bảo an toàn cho cả nhà. Nhưng Neytiri không chấp nhận điều này vì sứ mệnh của cô là phải bảo vệ người trong tộc. Anh nói với vợ rằng Spider biết vị trí và mọi kế hoạch của người Na'vi nên chắc chắn hắn sẽ sớm tìm thấy họ. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người thì chỉ còn cách bỏ trốn. Vì người mà bọn chúng muốn tìm là gia đình chúng ta chứ không phải người dân trong tộc. Nghe có vẻ hư trúc nhưng rất không mộ dung phục nên Neytiri cũng đành phải nghe theo sự sắp xếp của chồng. Cùng lúc đó, ở trung tâm điều hành của quân đội loài người,
Spider đang bị tra tấn bằng công nghệ cao nhằm khai ra vị trí của Jack. Dù bị hành hạ, xém đang xuất khỏi Pandora nhưng cậu nhóc vẫn kiên quyết không hé nửa lời. Thấy con trai vẫn tiếp tục bị tra tấn, Miles lo lắng liền tắt thiết bị đi. Hắn nói với chỉ huy rằng sẽ dùng đòn thao túng tâm lý để thuyết phục cậu nhóc đi theo mình. Gặp nhau ở trong phòng riêng, hắn cho Spider biết cậu chính là con trai của Miles đã chết. Miles trong cơ thể của Avatar này chỉ là một thế thân mang ý chí của ông ta nên bản chất hai người không liên quan gì đến nhau. Nhưng nếu cậu không nghe theo lời chỉ vị trí mà Jack đang trốn thì tất cả người dân của bộ tộc Na'vi chắc chắn sẽ đi bán muối. Cùng lúc đó, Jack thực hiện nghi lễ truyền lại ngôi vị thủ lĩnh cho một người khác. Sau đó anh cùng vợ con cưỡi rồng rời khỏi quê hương của mình. Họ bay thẳng ra biển, vượt qua đại dương bao la rồi dừng chân tại một bộ tộc có tên Mekajina để xin tá túc, hòng tránh khỏi sự truy đuổi của đám người trời. Nhưng vì khác biệt giữa tộc người trong rừng và tộc người dưới biển, bên cả nhà họ bị body Samsung rất nặng nề, bọn người rừng yếu ớt mà có thể sinh tồn nơi biển khơi này được ư? Mặc dù không muốn chứa chấp gia đình sẽ mang lại tai ương cho bộ tộc, nhưng nóc nhà không có ý kiến gì nên tộc trưởng Tonowari đành chấp nhận cho họ ở lại. Ông ta sai con trai Aonung và con gái Tesize ra hướng dẫn đám trẻ nhà Jack làm quen với cuộc sống của người dưới biển. Trái với cô em gái dịu dàng hiểu chuyện và hiếu khách, Aonung không thích đám trẻ nhà Jack vì đó là những đứa con lai chứ không phải người Na'vi thực sự. Bản thân các con của nam chính cũng không thích thú gì khi sống ở một nơi xa lạ, đã vậy còn bị mọi người kỳ thị chê bai. Tuy nhiên Jack với tư cách là trụ cột của gia đình đã yêu cầu vợ con phải cố gắng hòa nhập và chấp nhận tình hình mới. Việc đầu tiên mà cả nhà làm đó là tập lặn để làm quen với môi trường biển. Trong khi anh cả và anh hai khá chật vật thì cô em Kiri lại thích nghi khá nhanh. Sau một hồi làm quen, đám trẻ cũng có thể nín thở được rất lâu. Khung cảnh dưới lòng đại dương thật bao la và tươi đẹp. Loat vì muốn lấy le với Tesijeza nên thử sức với thú cưỡi của tộc người dưới biển. Kết quả còn chưa đi được bao xa đã ngã chồng vó. Bên này Jack cũng chẳng chịu kém cạnh khi chọn một con cá sấu nước ngọt lai với cá chuồn. Đây chính là thú cưỡi dành cho các chiến binh nên rất hung dữ và khó thuần hóa. Mặc dù người bố có khá hơn con trai nhưng kết quả cũng thất bại ê chề như nhau. Bên kia tên đại tá lệnh cho đồng bọn phải làm quen với địa hình và cuộc sống của người Na'vi. Như vậy mới có thể dễ dàng xâm nhập và hoàn toàn làm chủ Avatar. Sau khi bị Spider khiêu khích, hắn ta liền nhảy lên một con rồng để thuần hóa nó. Cứ tưởng sẽ bị rơi tự do thịt nát xương tan, ai ngờ hắn lại có thể cưỡi rồng bay lên trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Miles còn khuyến khích đàn em làm theo để có thêm phương tiện chiến đấu. Trở lại với buổi học thích nghi dưới đáy biển, cô nhóc Kiri bất ngờ trổ tài điều khiển sinh vật phù du có khả năng phát sáng. Đang thích thú khám phá cuộc sống xung quanh thì Kiri bị Aonung và bọn trẻ địa phương trêu chọc. Thấy vậy, anh cả và anh hai lập tức chạy đến bảo vệ em gái. Không ngờ võ mồm của Neteam lại có thể khiến đám Aonung nể sợ. Nó đành xuống nước rồi kéo đàn em bỏ đi. Nhưng Loat báo đời lại muốn dạy cho chúng một bài học. Cậu nở một nụ cười thánh thiện rồi thẳng tay đi đường quyền vào ảnh đại diện của con trai tộc trưởng dưới biển. Sau vài cú đấm, Aonung liền vùng dậy phản công đè Loat xuống. Thôi thì lỡ rồi nên anh cả cũng lao vào góp vui cùng nhau cho rồi võ thuật. Kết quả là đôi bên đều mặt mày sưng húp, biết chuyện Jack liền khiển trách Loat dù biết thằng con chỉ muốn bảo vệ em gái của mình. Anh yêu cầu Loat phải đi xin lỗi Aonung vì bố của nó mà điên lên thì cái nhà này ra gầm cầu mà ở. Trước khi đi anh còn hỏi bên nào bị đánh nặng hơn. Dạ bọn nó bị con đánh cho toát đầu ạ, làm tốt lắm con trai của ta. Thế là Loat đành miễn cưỡng đến xin lỗi thằng con trai của tộc trưởng. Ngoài mặt Aonung đồng ý lời xin lỗi nhưng sau lưng lại có cả một âm mưu đen tối để trả thù. Nó dụ Loat báo đời đến dạng san hô săn cá để chứng minh mình là một chiến binh thực thụ. Dù biết đây là nơi cấm địa không được phép tới gần nhưng chú báo con vẫn theo chân bọn chúng. Đến nơi Aonung lợi dụng lúc Loat mải săn cá liền bí mật cùng đàn em chim én khỏi nơi này. Chú báo con ngơ ngác bơ vơ giữa đại dương mênh mông. Đang định đi về thì bất thình lình một con thủy quái khổng lồ xuất hiện tấn công Loat và thú cưỡi của cậu. Nó đuổi theo bé Ilu nhưng méo hiểu tại sao lại quay xe tấn công Loat. Chắc do thịt người Na'vi ngon hơn, con quái vật Akula há miệng để lộ bộ răng trắng sáng như vừa dùng kem đánh răng BS. Chú báo con sợ tụt cả vòi vội bơi vào dạng san hô để ẩn nấp, thế nhưng con quái vật quyết không tha cho cậu. Nó liên tục phá nát chỗ ẩn nấp của Loat. Lúc này oxy đang sắp cạn kiệt nên cậu không thể chơi trốn tìm với nó mãi được. Ngó xung quanh không thấy con quái vật đâu, cậu liền đánh liều bơi lên. Nhưng chưa bơi được bao xa thì bất ngờ chưa bà già, Akula xuất hiện lao nhanh đến chỗ Loat. Tưởng chuyến này về gặp tổ tiên sớm thì đột nhiên tung cun một con cá voi huyền thoại siêu to khổng lồ từ đâu bơi đến hốt xác Akula. Thế nhưng Loat lúc này cũng đã hết oxy rồi, chìm dần xuống đáy đại dương. Đến khi tỉnh dậy, cậu nhóc thấy mình đang cưỡi trên lưng con vật bốn mắt khổng lồ. Chú báo con bày tỏ lời cảm ơn tung cun vì đã cứu mình. Loat cũng thể hiện tiện trí khi tháo mũi lao móc đang cắm trên vây ra cho nó. Màn giúp đỡ qua lại này khiến cả hai trở nên thân thiết hơn. Tuncun sau đó còn đưa báo thủ vui chơi khắp trốn dưới đáy biển.
Lúc này ở nhà Jack không biết phải làm sao để an ủi cô con gái nuôi Kiri đang đến tuổi dậy thì. Cô nhắc cho bố biết mình cảm thấy lạc lõng trong thế giới này, còn bản thân thì luôn nghe thấy sự thúc giục từ cây linh hồn vĩ đại của tộc người Na'vi, chưa giải quyết xong tâm sự của đứa con gái nuôi. Nam chính lại nhận hung tin thằng con báo thủ đã bị Aonung dụ dỗ đi vào khu vực nguy hiểm. Anh lo lắng nhờ người trong làng tìm kiếm Loat. Biết mọi người đang tìm mình nên cậu nhóc vội vàng giục Tunkun trốn đi, còn bản thân thì quay về trình diện. Tộc trưởng biết thằng con chơi ngu tí nữa khiến Loat suýt mất mạng liền tức giận mắng chửi, đẻ ra được thứ như mày đúng là đau cả lòng mà. Tuy nhiên Loat lại nhận hết lỗi về mình để giảm bớt căng thẳng. Giờ thì đến lượt Jack chửi thằng con báo thủ là nỗi hổ thẹn của gia đình. Bị chửi cho vuốt mặt không kịp khiến cậu nhóc ấm ức bỏ ra ngoài. Nhưng việc nhận lỗi thay Aonung đã khiến con trai tù trưởng cảm kích hóa thù thành bạn. Vậy là mâu thuẫn của đám trẻ hai nhà được hóa giải. Loat kể chuyện gặp Tunkun cho cả bọn nghe. Cô bé Tsizeza nói rằng đó là một con Tunkun bị dùng bỏ có tên là Pazakan. Bởi vì trong quá khứ nó đã giết hại rất nhiều đồng loại. Đây là một sinh vật vô cùng nguy hiểm và độc ác nên cả bọn không tin nó đã cứu Loat. Khó khăn lắm mới có một người bạn ngầu lòi mà giờ lại bị nói như vậy. Chú báo con cho rằng bọn này không cùng đẳng cấp rồi tức giận bỏ đi tìm Pazakan để hỏi chuyện. Trong khi đó đám trẻ con còn lại cùng nhau đến cây thần của tộc người dưới biển. Ở đây Kiri dùng đuôi tóc kết nối với cây linh hồn để gặp Gray và hỏi về người cha chưa từng xuất hiện. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì cô nhóc đột nhiên lên cơn co giật rồi ngất đi. Lũ trẻ hoàng hồn vội giúp Kiri ngắt kết nối và đưa về làng để cấp cứu. Thấy con gái lành ít dữ nhiều nên Jack đã cầu cứu những bác sĩ Avatar ở làng cũ đến. Họ dùng nhiều trang thiết bị hiện đại để kiểm tra rồi kết luận cô nhóc bị động kinh. Nếu để Kiri kết nối với cây thần một lần nữa thì e rằng khó giữ được tính mạng. Lúc này Neytiri đưa vợ của tộc trưởng tộc đến cứu giúp con gái. Cô tức giận đuổi đám bác sĩ mù này ra ngoài vì tộc Na'vi khác với loài người trái đất. Quả nhiên vợ của tộc trưởng đã thành công giúp Kiri giữ được mạng sống. Thế nhưng việc Jack liên hệ nhờ các bác sĩ đến đây đã vô tình tạo ra tín hiệu lạ khiến Miles nghi ngờ. Đoán nam chính đang lẩn trốn trong những hòn đảo ngoài xa nên hắn quyết định đưa quân đến kiểm tra. Vì chưa biết chính xác Jack đang ở hòn đảo nào nên tên đại tá chiếm luôn chiến thuyền của một tay săn Tunkun nhằm ép hắn giúp mình. Đúng lúc này đàn Tunkun bắt đầu trở về ngôi làng nơi gia đình Jack đang ẩn nấp. Đàn cá voi được xem như anh chị em tâm giao của bộ tộc dưới biển nên ai nấy cũng đều vui mừng bơi ra biển chào đón thăm hỏi chúng. Cùng lúc đó Miles sử dụng chiến thuật thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hắn xua quân tấn công tất cả những ngôi làng khả nghi nhằm ép họ khai ra vị trí của Jack. Chứng kiến cảnh tên đại tá bắt người đốt làng chỉ để đạt được mục đích của mình đã khiến Spider bắt đầu khó chịu. Tin tức về những ngôi làng bị tấn công vô cớ rất nhanh đã loan đến chỗ của Jack. Biết tình hình rất nguy hiểm nhưng tộc trưởng vẫn hạ lệnh cho người dân phải giữ kín bí mật nên đến giờ Miles vẫn không moi được thông tin gì cả. Hắn tức giận liền nghĩ ngay ra một kế hoạch vô cùng bẩn thỉu. Phía này Loat được Pazakan kể cho nghe bí mật về việc tại sao nó bị xem là kẻ phản nghịch. Thì ra trước đây mẹ của nó đã bị loài người bắt được. Pazakan vì muốn cứu mẹ nên đã gọi đồng loại và người Na'vi tới ứng cứu. Tuy nhiên sức mạnh của con người quá lớn đã khiến tất cả đều chết thảm. Chỉ có nó là sinh vật duy nhất thoát khỏi được trận thảm sát đó. Dù phải chịu trả giá bằng việc mất một cái vây nhưng nó vẫn bị kết tội là kẻ sát hại đồng loại. Sự việc Loat thân thiết với Tunkun phản nghịch khiến vợ chồng tộc trưởng vô cùng tức giận. Đám trẻ bị các ông bố bà mẹ la dầy một trận nhưng chú báo con vẫn nhất định không cắt đứt tình bạn với Pazakan. Cùng lúc đó tên đại tá cũng bắt đầu kế hoạch đen tối của mình. Hắn mở một cuộc đi săn Tunkun nhằm dụ Jack phải ra mặt và tình cờ con vật bị nhắm trúng lại là bạn tâm giao của vợ chồng tù trưởng người dưới biển. Bọn chúng bán thiết bị định vị để con cá voi không thể thoát khỏi sự truy lùng, sau đó dùng phao nổi khiến nó không thể bơi nhanh được. Thấy hai mẹ con Tunkun lặn xuống, đám ác nhân lập tức bắn bom siêu âm ép chúng phải nổi lên mặt nước. Cuối cùng đám tàu nhỏ hình con cua được thả xuống phóng đầu đạn có chứa thuốc nổ giết chết hai mẹ con cá voi. Không ngờ loài người đi săn và kết liễu sinh vật khổng lồ này chỉ vì một ít hợp chất được chiết xuất từ não của Tunkun có thể làm chậm quá trình não hóa, còn phần da thịt thì vứt đi. Thông thường sau khi lấy được ống chất lỏng, đám ác nhân sẽ bỏ xác con vật lại cho chìm xuống đáy biển để xóa dấu vết. Nhưng lần này Miles cố tình giữ nguyên hiện trường để khiến người dân của bộ tộc Mechagina tức giận mà giao Jack ra. Quả nhiên sau khi biết Tunkun tri kỷ của mình bị giết, vợ của tộc trưởng vô cùng tức giận. Họ triệu tập người dân đứng lên quyết khô máu với đám ác nhân thất đức kia để trả thù. Nhưng Jack ngay lập tức can ngăn vì anh biết đây chính là chiêu dụ rắn ra khỏi hang của Miles. Cho nên anh đề nghị người dân báo tin cho đám Tunkun mau chóng trốn đi nơi khác. Nếu thấy thiết bị định vị gắn lên người thì anh sẽ hỗ trợ tháo nó ra. Như vậy hay hơn là đối đầu với đám người chơi được trang bị vũ khí tận răng rồi đi bán muối cả lũ. Thấy lời của Jack có lý nên tộc trưởng quyết định làm theo. Trong khi mọi người vội vàng lao ra khơi tìm cách liên hệ với Tunkun thì Loat cũng bất chấp sự phản đối của anh trai mà ra biển tìm Pazakan. Quả nhiên là báo thủ thì luôn có cách phá hoại của riêng mình.
Hành động liều lĩnh của cậu nhóc làm cả đám trẻ phải chạy theo để bảo vệ. Loat nhanh chóng tìm thấy người bạn của mình nhưng nó đã dính thiết bị định vị của những kẻ đi săn. Cả đám vội vã trèo lên người con vật để cùng Loat tháo thiết bị ra nhưng không thành công. Mà phía bên kia tàu của bọn đi săn đang áp sát tới gần. Không còn cách nào khác, bọn trẻ đành liên lạc với Jack để cầu cứu. Sao các con cứ báo ta hết lần này đến lần khác vậy? Ông bố đành phải kêu bọn nhóc tìm cách rút lui, còn mình và mọi người trong tộc lao ra khơi ứng cứu. Có câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Vì vậy, vợ của tộc trưởng mặc dù đang mang thai cũng xách hàng quyết hốt xác kẻ địch. Bên này, Neteam rút được thiết bị theo dõi trên người Pazakan ra và quyết định dùng nó để đánh lạc hướng đám thợ săn. Còn bọn trẻ thì tản ra để chạy trốn. Nhưng còn chưa đi được bao xa thì thú cưỡi của con gái tù trưởng đã bị trúng đạn. Rất may, Loat đã kịp thời bơi đến cứu người đẹp. Tuy nhiên, khi cậu vừa hội ngộ với Tesijeza và cô em út thì đám thợ săn đã bắn lưới tóm gọn cả ba rồi ném họ lên tàu. Có được con tin đắt giá, Miles lập tức uy hiếp Jack phải một mình lên tàu để giải quyết mâu thuẫn. Nếu manh động thì ba đứa trẻ sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Không còn cách nào khác, anh đành làm theo yêu cầu của tên đại tá. Tưởng rằng đây sẽ là kết thúc buồn cho người anh hùng dân tộc Na'vi thì Pazakan bất ngờ bay lên khỏi mặt nước. Nó dùng chiêu lấy thịt đè người hạ cánh thẳng xuống boong tàu rồi làm loạn khiến kẻ địch trở nên hỗn loạn. Với lớp da cứng hơn sắt thép của mình, con thủy quái ra sức cằn quét lũ người trời rồi lao xuống biển trốn đi. Jack cùng dân làng nhân lúc này lao tới tấn công, nhưng Miles và đồng bọn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tổ chức phòng thủ. Lúc này, Neytiri cưỡi rồng từ trên trời bay xuống dùng cung tên bắn hạ bọn lính trên tàu. Còn Jack cùng dân làng lặn xuống đáy biển tránh làn mưa đạn rồi lựa thời cơ tấn công. Với khả năng xạ tiễn bách phát bách trúng, Neytiri bay đến đâu là có mạng đến đó. Ngay cả trực thăng của con người cũng bị cô bắn rụng như sung. Jack cũng không hề kém cạnh khi dùng súng trường hốt xác từng thằng một. Dưới đáy biển, Kiri sử dụng tuyệt chiêu kết nối tâm linh để các sinh vật biển về phe của mình tấn công đám lính. Thế trận lúc này nghiêng hẳn về phe chính nghĩa. Trên tàu điều khiển trung tâm, Spider chứng kiến những người bạn của mình gặp nguy hiểm nên không thể làm ngơ được nữa. Cậu nhóc dùng bình cứu hỏa đập vào đầu tên lính đang điều khiển máy móc, rồi ra sức phá hoại khiến con tàu chỉ huy mất phương hướng lao thẳng đến suýt đè bẹp tàu của đám thợ săn. Nó chỉ chịu dừng lại sau khi đâm phải đá ngầm và cũng không thể tham gia vào cuộc chiến được nữa vì đã bị hư hỏng nặng. Bên này, tên đại tá vì mối thù từng bị Neytiri giết nên quyết truy cùng đến tận. Hắn cưỡi rồng xả súng liên tục về phía cô nhưng chẳng trúng viên nào cả. Không những vậy, còn bị Jack điều khiển thú cưỡi bất thình lình bay từ dưới mặt nước lên tấn công khiến hắn bị hất văng xuống biển. Mặt khác, đám thợ săn vẫn quyết liệt đuổi theo Pazakan, nhưng loài Tunkun được mệnh danh là sinh vật thông minh gấp 10 lần loài người. Nó dùng chương mình đồng ra sát để né rocket 1 giờ. Sau đó lợi dụng dây cáp mà kẻ địch phóng ra ghìm chặt con tàu lại rồi kéo đi theo ý của mình. Kẻ cầm đầu chính là tên thợ săn từng giết mẹ của Pazakan và đồng loại của nó. Giống như một con mèo khi săn mồi, Pazakan vần nhau với kẻ thù khiến hắn rơi vào tuyệt vọng rồi tung đòn kết liễu. Cuối cùng nó cũng đã trả thù thành công cho mẹ và những đồng loại bị giết hại. Cùng lúc này, Neteam đã lẻn lên tàu giải cứu cho Loat cùng Túc và Tesijeza khỏi chiếc còng tay. Nhưng thay vì bỏ trốn về hội ngộ cùng bố mẹ thì thằng em báo thủ lại nằng nặc đòi anh trai quay lại cứu Spider. Vừa mất ba con tin trên tàu nên tên đại tá nhanh chóng cưỡi thú bay trở về căn cứ. Hắn vô tình bắt được Kiri đang đi lẻn rồi ném lên tàu. Thấy chị gái bị bắt nên bé Túc quyết định quay trở lại để giải cứu, bởi vì gia đình này có một triết lý đó là luôn phải đoàn kết. Nhưng còn chưa kịp cắt dây trói thì tên đại tá đã quay lại tóm lấy cô nhóc. Thế là hai chị em được đoàn tụ với nhau trong niềm hạnh phúc. Còn con gái của tù trưởng thì bị ném xuống nước. Trong khoang tàu, hai anh em Neteam đã cứu được Spider nhưng lại vô tình để đám lính gấp phát hiện. Anh cả quyết định để hai đứa em đi trước, còn bản thân thì ở lại cản đường kẻ địch. Sau đó, Neteam nhanh chóng nhảy xuống biển để tránh đạn vừa kịp lúc con gái tù trưởng cưỡi thú chạy tới ứng cứu. Nhưng lúc này cả nhóm mới phát hiện anh cả đã trúng đạn nên lập tức đưa Neteam tới một hòn đảo gần đó, trở lại với vòng tay của bố mẹ. Anh cả chỉ kịp trăn trối rằng con muốn về nhà rồi chút hơi thở cuối cùng trong tiếng gào khóc tuyệt vọng của Neytiri. Nỗi đau mất thằng con trai tài giỏi ngoan ngoãn còn chưa kịp thấm thì lão Miles đã liên lạc tới yêu cầu Jack nộp mạng để đổi lấy hai đứa con gái. Anh cố gắng thuyết phục vợ lấy lại tinh thần để cứu các con. Ánh mắt của Neytiri lúc này tràn đầy sự thù hận quyết lột ra kẻ địch để tế cho con trai. Loat muốn đi cùng bố nhưng Jack lạnh lùng bảo mày báo thế đủ rồi con, để yên cho bố mày còn gánh tim nữa. Mà theo nỗi đau trong lòng, Jack cùng Spider nhanh chóng áp sát con tàu. Dưới sự hướng dẫn của cậu nhóc, anh tìm đến boong giữa nơi Kiri và Túc đang bị bắt. Anh phá hỏng một động cơ tạo thành một vụ nổ lớn khiến lửa bốc cháy dữ dội. Cộng thêm cô vợ từ trên trời lao súng bắn giết không ngớm tay khiến đám lính vô cùng hoảng loạn. Bên kia, Jack cũng áp dụng mọi lợi thế từ phi diều, bắn súng cho tới sức mạnh cơ bắp để quang quật triệt hạ đối thủ. Miles xả súng một hồi thì hết đạn nên tức tối rút dao găm lao về phía Jack.
anh cũng chưa kịp nạp đạn nên cả hai solo bằng tay cho nó xanh chín. Neytiri định dương cung bắn nhưng trận chiến phía trước quá hỗn loạn nên cô không dám manh động vì sợ tiến nhầm chồng lên thiên đàng. Đúng lúc này một thằng ngu từ đâu lao tới liền ăn ngay một tấn xuyên tim chết không kịp ngáp. Không còn mũi tên nào trong tay cô nàng liền dùng cây cung ra truyền liên tục quật ngã bọn lính gác. Khi hạ gục tên lính cuối cùng trên tàu cũng là lúc chiếc cung huyền thoại gãy nát. Gương mặt của người mẹ mất con lúc này vừa đau khổ bi thương lại đằng đằng sát khí khiến Spider nấp gần đó sợ muốn đái ra máu. Khi ấy Jack tìm đến cởi trói cho bé Túc nhưng Kiri lại bị Miles bắt làm con tin. Hắn kề dao vào cổ cô bé rồi ép nam chính phải hạ vũ khí xuống và tự trói mình lại. Giờ khắc nguy hiểm, Neytiri tóm lấy Spider yêu cầu tên đại tá thả Kiri ra nếu không sẽ mạng đổi mạng. Ngoài mặt tên đại tá tuyên bố không quan tâm nhưng khi thấy cậu nhóc bị dao của Neytiri cứa trên ngực thì bắt đầu nào núng. Đúng lúc chị đại nổi cơn điên vung dao nhắm vào cổ Spider thì hắn mới hoảng sợ thả Kiri ra để cứu mạng con trai. Sau khi bọn trẻ đã an toàn, Jack dục vợ đưa các con về bờ còn bản thân ở lại đối mặt với kẻ thù truyền kiếp. Nói xong cả hai lao vào nhau đánh đấm túi bụi như chẳng còn gì để mất. Thế nhưng lúc này Neytiri cùng đám trẻ bị dầu cháy loang bao vây trên mặt biển, mà con tàu khổng lồ cũng bắt đầu chìm xuống nên bọn họ không thể lặn vì lực hút quá mạnh. Khoảnh khắc nam chính bị Miles đẩy ngã cũng là lúc bé Túc bị xoáy nước cuốn vào trong thân tàu. Neytiri không nỡ bỏ con nên bơi theo, còn Kiri và Spider tìm cách thoát khỏi dòng xoáy. Mặc dù đã tìm thấy con nhưng nước bắt đầu tràn vào trong như một trận đại hồng thủy khiến Neytiri không thể mở khoang thoát hiểm và bị kẹt lại. Khi ấy con tàu đã chìm dưới nước nhưng Jack với Miles vẫn miệt mài giao cấu võ công rất ác liệt. Tên đại tá lợi dụng lợi thế hình thể kẹp chặt cổ nam chính. Tưởng sắp được đoàn tụ với ông bà thì con tàu chìm hẳn xuống đáy biển tạo nên một dư chấn khiến tất cả nảy lên giúp Jack thoát khỏi nguy hiểm. Anh nhân cơ hội ôm chàng lấy cổ Miles ở tư thế úp thìa rồi đóng thật mạnh. À nhầm siết thật chặt thể hiện tình thương mến thương cho đến khi hắn ngất đi trong sung sướng mới chịu buông tay. Nghĩ rằng kẻ địch đã xanh cỏ nên Jack vội vã lao vào các khoang tàu tìm vợ con nhưng anh lại kiệt sức mất rồi. Cũng may thằng con báo thù không chịu ngồi yên mà quyết định cãi lời bố lên đường giúp gia đình. Bên kia Kiri cùng Spider cũng nhanh chóng tìm cách ứng cứu mẹ và em gái. Cô nhóc sử dụng năng lực tâm linh điều khiển các sinh vật biển phát sáng đi tìm người thân. Spider nhờ có mặt nạ dưỡng khí mà có thể thở dưới nước nên cũng vội vã đi tìm. Nhưng người mà cậu nhóc tìm thấy không phải Jack mà lại là Miles đang hấp hối, nghĩ lại những tội ác của hắn. Spider định mặc kệ cho chết luôn nhưng cuối cùng cậu không nỡ thấy bố của mình chết như vậy. Thế là đành kéo hắn lên mặt nước coi như trả ơn cứu mạng khi cậu bị tra tấn lúc trước. Dưới khoang tàu báo thủ cũng đã tìm được ông bố khó tính. Cậu kéo bố lên mặt nước để thở rồi đề nghị cả hai sẽ bơi ra khỏi đây vì oxy sắp hết. Nhưng Jack lúc này đã quá đuối sức nên giục con trai hãy bỏ mặc mình. Loat đương nhiên không nghe lời nên hướng dẫn bố tập thở như tộc người biển. Mà nhắc tới tộc người biển không biết giờ này họ đang ở cái nơi quái quỷ nào. Bên kia đàn sinh vật biển phát sáng dưới sự chỉ đạo của Kiri đã tìm thấy mẹ và em gái, sau đó hướng dẫn hai người thoát khỏi đây một cách an toàn. Cuối cùng thì cả gia đình Jack cũng được đoàn tụ, và thằng con báo đời Loat cũng đã làm được một việc đúng đắn. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc vì tên đại tá còn sống. Hắn muốn Spider đi theo mình nhưng cậu nhóc nói đéo rồi lựa chọn trở lại với gia đình Jack. Sau trận đại chiến, nam chính cùng gia đình đưa tiễn Neytiri đến cây linh hồn của người nước. Dù rất đau đớn nhưng anh phải chấp nhận việc đứa con trai xuất sắc nhất của mình đã ra đi. Vì không muốn gây thêm phiền phức cho bộ tộc nên Jack muốn đưa cả gia đình rời đi. Tuy nhiên tộc trưởng đã giữ anh ở lại bởi vì họ xem Jack và gia đình của anh như một thành viên không thể tách rời. Vậy là từ đây gia đình Jack đã có một quê hương thứ hai để ăn nhờ ở đậu. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!